trân trọng cảm ơn một cái cúi đầu cảm ơn nhá. Cảm ơn rất nhiều. Anh Giang ở đâu? Vĩnh Phúc à? Anh ở Vĩnh Yên em ơi. Cảm ơn người anh em Chana 68 rất nhiều. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ bên người anh em Chana 68 nhá. Cảm ơn Béo. Người anh em Béo rất nhiều. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ bên người anh em Béo nhá. Chào học Sâm Giang nhá. Chào em. Cảm ơn tất cả mọi người, không biết nói gì hơn nữa. Cả nhà đúng là trong cuộc sống này có người yêu, người quý mình, nhưng mà mình thấy là những người anh em yêu quý mình là rất nhiều. Mình không biết nói cái điều gì hơn là sự trân trọng. Rất là cảm ơn mọi người. Chúc cả nhà mình mọi điều thật tốt đẹp nhé. Cảm ơn rất nhiều đấy. Phú Thọ anh không ở Phú Thọ em ơi. À sắp chuyển về Phú Thọ rồi. Cảm ơn anh em 36 thân yêu nhá. Cảm ơn BK Xuyên Lục Địa đã tặng hoa. Cảm ơn Chana 68 đã tặng kem nhá. Mình ăn được của bạn mấy kem cảm thấy mát lòng mát dạ lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn là người tuyệt vời. Cảm ơn Chana 68. Yo go go GG. Cảm ơn bạn. Chú mới đi đâu về á? Chú vừa đi dạo về. Vừa đi dạo về xong. Xin chào Bùi Anh Võ nhá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào gần 700 anh em thân yêu nhá. Mọi người có biết không? Mọi người thật là tuyệt vời đấy. Mình chú Dũng Chọc thì ở nhà chú nhá bạn nhá. Chào Hậu nhá, anh chào em. Chú đi nhậu về hôm qua. Chào anh Tùng Vũ nhá. Chào tất cả mọi người rất nhiều. Thật là mọi người thật là thân thương. Trên TikTok này mình thấy là mọi người kinh doanh và bán hàng cũng rất là nhiều ấy. Thật ra mình từ trước giờ ấy, mình fanpage này. Cảm ơn người anh em anh Đức rất nhiều. Chúc người anh em anh Đức buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn hạnh phúc nhá. Mình chơi file ở Facebook này, TikTok này, fanpage này. Cảm ơn người anh em anh Đức nhá. Nhưng mình chưa biết kinh doanh cái gì. Theo cả nhà là mình nên kinh doanh cái gì cả nhà? Có lên kinh doanh không ạ? Thì bây giờ là cảm ơn người anh em Chala 68. Cảm ơn anh người anh em rất nhiều. Xin hỏi người anh em Chala 68 tên gì? Cảm ơn Trần Hiếu, vợ Thu, Hương Yên. Cảm ơn người anh em Trần Hiếu, vợ Thu, Hương Yên nhá. Chúc người anh em Trần Hiếu, vợ Thu, Hương Yên buổi tối vui vẻ. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ bên bạn và gia đình mình nhá. Cảm ơn Hữu U Lạnh Lùng. Hữu U Lạnh Hát. Cảm ơn người anh em rất nhiều. Cảm ơn Vi Vu rất nhiều. Cảm ơn, chúc buổi tối vui vẻ. Vĩ Vi Vu nha. Cảm ơn.